Chắc này thì mình đang ở Long Xuyên nè các bạn, ở ở tiệm của anh bạn mình nè, là bữa nay đem lên là mài mấy cây cốt với sấy mấy cái nòng, tại vì mấy cái nòng lóc xéo đó các bạn, gạt lên cái máy do của mình đó thì nó bất tiện quá đi, thằng gá dùm bọng người thôi lu bu bữa nay lên sẵn đi chợ vòng vòng đó. Rồi mình có mua một số đồ đó các bạn, trở lại thì ảnh cũng mới vừa kẹp cái cốt lên à, tại vì thời gian hồi nãy là nghỉ trưa được bao lâu anh? 40 phút là cũng hạ hẹp gì đó. Rồi trở về bây giờ ảnh vừa kẹp cái cốt lên đó các bạn. Cái cốt này là cái máy RV125. Cái cốt mà hôm trước mình gãi rồi đó các bạn, mà nó bị lột trên đó, thì bữa nay lên tới tiệm ảnh nè, anh đưa lên cái máy. Cái máy này của Mỹ hả anh Phường? Đây. Đây cái máy mài nè các bạn, máy mài chuyên dùng nè, chứ không phải như cái máy chế như của mình nha. Nó chế của mình là mài nó thài được thôi chứ không đã mấy cái máy được. Cái này thì tại ảnh có mài một số cốt rồi đó, để nó bóng rồi các bạn, về rồi. Bóng lưỡng rồi đưa vô chạy là khỏi phải mà làm cái gì nữa hết, bóng lưỡng luôn. Đây chị mới lên nè chị ơi, gái ảnh là làm một số đồ nè. Đó. Đó. Đây nè, mạt kim loại nè, cái này là phôi nè, phôi kim loại nè, cái này nguy hiểm lắm nè các bạn, này giúp chúng ta cái lưỡi một lần là chị giòn lắm á, anh trai. Đi học có gì con hả, đi về? Dạ. Đi về hả? Con đi chuẩn bị đi học. À đây là lính đi mua đồ rồi, nhưng mà lúc này là đi học phải anh Phương? Đi học thì bắt lính khác đi mua. Chị đi mua đồ đó hả? Dạ. Trời ơi, nhà ai cũng làm được gì được hết. Thì khi mà mình muốn mài cốt máy đó các bạn, thì mình phải đánh, mình đánh cái trục chính này nè, phải lệch tâm. Lệch tâm thì cái khoảng giữa này, cái khoảng đưa ra nó sẽ đúng tâm lại. Đó. Còn đây là cái đồng hồ so. Đồng hồ so đây. Đồng hồ so thì nó khi mà nó méo các bạn, mình lấy hai bên hông nó mới chừng. Còn nhắm chừng là nó lệch. Đây. Để mình coi coi anh làm sao. Mình cho các bạn coi luôn là mở cái cốt là như thế nào. À, gái. Ngày lãnh lương nhiều. Trai. Ngày là lãnh là 10 đô các bạn ơi. Đi học nhà lãnh 10 đô. Con đi học luôn hả? Là đưa em đi học hả? Em đi học chung đó. Hai đứa đi học chung mà học khác lớp nha. Học thêm hả? Thêm môn nào anh? Trên Bình Khánh. Là cái ở chỗ mình, cái nhà cũ mình đó phải không? À, thì anh Phường này thì nhà ở trên Bình Khánh đó các bạn. Nhưng mà xuống đây làm rồi mướn cái sân hơi này là mướn luôn. Cái chai cu ro nó bộ nó hơi nhẹ hay sao mà nó đề ra nó kêu dữ à, suốt dữ à? Cái loại đó vậy. Cái này phải cho nó có thêm hệ thống mà chạy từ từ lên ha, như inverter thì chắc không bị kêu. Ồ mà nhưng cái đó hơi khó chịu chút chứ cũng vấn đề gì, tại nó vậy chứ căng thẳng quá chạy nó gần quá. À tại mấy cái gì mà lúc này là đang sửa đá nè phải anh Phương? Vâng. À, các bạn thấy nè, đá là các bạn, đây là cái mũi sửa đá nè, đưa ra nó có tính năng đó là cắt được đá đó các bạn, nhưng mà khi mà có kim loại vô thì có hơi cái mũi nha, nó cái hộp như cái hộp kim cương vậy, nó cứng dữ dội lắm đó. Khi mà cái đá mình xài tại nhà đó các bạn, mà đá mấy cái đá mà chạy motor liền đó, đặt tại chỗ thì mình lâu lâu mình cũng nên sửa đá để cho nó táp, phải không anh? Táp là mài chạy là mình đưa đồ vô mài nó không bóng. Thì cái này mấy cái mũi mà nếu mình mài đá thông thường đó các bạn, thì ở ngoài chợ cũng có mấy cái giải như mấy chỗ bán đồ tiện là có hết Phường? Có hết. Thì giá. Dạ. Thì 60 ngàn trở lên. Dạ, thì xài nó mới ổn. Nhưng mà
ở đây thì anh xài cái thứ này là cái loại này là tốt hơn nha các bạn, tại vì mài cốt mà. Ừ, 180 đó. Đây mình đi vòng vòng cho các bạn coi luôn. Thì mài ở đây là mài có nước nha các bạn, mài nước tuần hoàn, nước chuyên dùng nha, chứ không phải như mình mài khô đâu. Tại đây là nước nó tuần hoàn nó thì nghĩa là nước nó bơm lên rồi ở đây mài nó chảy xuống đó thì rút lại cái bơm, giống như cái máy mài bóng là vậy anh. Thì lúc này anh Phương anh đang thao tác thì mình cũng đi vòng vòng cho mình quay cho mình coi chơi rảnh rồi. Chắc này mua đầy đủ đồ hết rồi, lo nữa vậy là cái mài cốt chứ lấy ghé tiệm lấy một hai món đồ nữa là xong. Đây nè, cái máy uống Mỹ ảnh làm thao tác các bạn. Còn có không anh? Mà đủ rồi, cái nãy có đo thử rồi, còn có không? Còn có cốt 1. Ồ, thấy vậy mà mới cốt 1 ha, cũng mừng. Anh mài vậy là anh cũng cố tình giữ cái đỉnh lại đó ha anh Phường, giữ đỉnh cho nó cao đó ha, nhưng mà đu đủ cốt nhưng mà đích đỉnh vẫn đủ các bạn. Còn nếu mình cứ theo mình mài theo chân cho nó đều thì nó bị giảm đỉnh. Này quan trọng lắm các bạn, cái người thợ mà cứ vô mà cứ căng rê theo cái chiều mà nó vừa tròn, nó tròn mà nhiều khi nó phạm đỉnh đó, thì nó bị sẽ hụt đầu cái tông. Nhưng mà mình làm ăn với ảnh nhiều năm mà thì mình nhận hiểu cái vấn đề đó đó, có nghĩa là anh hạn chế tuyệt đối cái vụ mà hạ đỉnh xuống, đỉnh xuống thì nó bị rớt, nó bị thiếu đầu bích tâm. Nè các bạn coi này, tới đâu là nó bóng tới đó nè, cái chỗ mà chưa mài nó dở dở. Cái mùi nước này hơi khó chịu anh, không quen hơi khó chịu anh. Tham bịch khẩu trang vô anh Phường. Quen hả? Ừ, cái em lâu lâu lại đứng là nó hơi khó chịu chút cái mùi. Cái tay này là để tăng đưa cục đá vô ra đó các bạn. Đó, đi vô đưa ra. Tại này là đang xây nằm. Ủa, làm hồi nào mà máu hả? Hồi nãy vậy. Trời ơi, vậy là nãy ăn cơm chút xíu trở về làm luôn đó hả? Đây là khách lại làm đồ. Này làm gì anh? Cái này nè. Làm cái kẹp. Máy kẹp hả? Cái này cũng đồ bên chuyên môn mình không biết luôn các bạn. Đây cái nằm sấy rồi. Này là cốt 2 nha các bạn. Thấy cục bóng màu đẹp quá nè. Coi như ở đây anh làm một dạng là nó kỹ càng đó các bạn. Anh chỉnh thì cái lính thì cũng làm theo cũng y chang vậy, chỉnh theo nhìn thấy cái nó cũng tương đối khá dễ ý. Cái này là cái gì? À, cái vỏ đồ lúc ban nãy đó hả? Đây cái tông rồi, có thử bạc luôn chưa? Vừa tông là vừa bạc à? Vừa tông là vừa bạc luôn phải không? Coi như là về khỏi thử luôn hả sao? nó nói gì chứ thôi vậy được rồi, để gì dưới thử cho nó làm gì làm đi, nó chơi thôi, làm gì cũng kiểm tra lại hết nè các bạn. Thì nãy giờ thì anh mà cũng đã gần xong rồi nè. Mình đứng cái kế cục đá mài của cái máy chuyên dùng đó các bạn, mình sẽ an tâm hơn là mấy cái máy mà chế như mình. Tại vì cái máy mà chế đá thì nó không có đồ bảo vệ đó các bạn, nó trụ lũi rồi, ghê lắm, mình làm nó cẩn thận lắm. Còn cái này thì nó mức độ an toàn nó cao, tại chuyên dùng mà, nó làm cái đế chắc chắn nè các bạn. Đây mình đưa cái tay vô nó không hề có một chút xíu luôn
đối với cái máy mài mình biết đó các bạn, mấy cái người thợ lâu năm á, cái máy mài nào mà các bạn nhìn vô cái ụ đá ha, ăn vịnh rung là cái cốt mài nó sẽ bị dân, nó không có bóng. Còn này là các bạn coi nè, để mình đưa sau luôn nè, nó bóng, cảm giác nó bóng như gớm nè, nó có dần hay không á, khi các bạn lấy cái miếng giấy trà lên cái nó nổi dần 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 lên, còn nếu bóng các bạn trà cỡ nào nó cũng bóng, nó không có nổi gân. Ừ, cái này thì ảnh đang lãnh đồ, người tắm cái gì đây không biết nữa. Này bấm gì anh? Dây nè. Bấm dây này đó hả? Mấy cái dây của mấy cái thùng đó ha. Ờ. Đây nó có cái này em. Rồi làm em đi, cái này khi nào em lấy được luôn luôn. Bữa hay bữa gì vậy? Ừ. Đó. Đó. Đó này là lãnh đồ các bạn. Thì ở đây tiệm ở đây thì cũng như mình vậy thôi, thì khi đang làm cái công chuyện mà có đồ hoặc là có khách lại cũng phải tiếp khách rồi mới ngừng lại rồi mới làm tiếp. Làm xong rồi tính luôn được không, hay là cái nào tính đi đó? Dạ vậy làm xong tính luôn ha. Rồi xong tính anh Phường, tiền thiếu gì nói gì hoài chết anh hả gì có gì đâu. Ừ, có gì đâu. À, thì ảnh mài thì mình đi một vòng sơ sơ các bạn coi cái bữa nay có gì khác hơn nè. À, máy móc lam cũng y như trước nè các bạn, thì cũng bình thường như mọi ngày vậy thôi, đi xuyên qua thôi. Máy tiện này thì hôm trước lập rồi, máy mài bóng thì bữa nay thì hơi lem lút hơn nha, tại vì xử quá nhiều đồ các bạn. Còn máy khoan đòn nè cũng bình thường, máy tiện tiện nhịp nè, lỗ nhỏ nè đang tiện xúc bắp nè. Xúc bắp cho máy gì em? À, rồi ha. Thì vậy đó các bạn, cái xúc bắp cũ mình tiện là xúc mới nhưng mà nó cắt. Máy thợ tiện, máy thợ tiện xúc bắp chuyên môn này thì khỏi chơi rồi. Tiện đồ là tiện mau mà nó chuẩn hơn mình đó. Mình lâu lâu mình đẩy vô cây mình làm không có đẹp bằng các bạn. Xài được thôi. Nhưng mà ở quê mình cũng phải biết làm nha, không biết làm là nhiều khi thấy chạy lên tiệm cực lắm, mất thời gian nữa. Mình ở rảnh rảnh là mình tiện tá lả hết. Đây. Cái nắp mà hai người làm hả? Bên kia thì tiện, bên đây thì giấy phải không? Giấy cho vừa vừa sấy luôn. Này không có lên chén em? Không, tiện với dày. Rồi hạ miệng xuống, phải không? Giờ tiện xúc bắp cho dày lên các bạn, cái miệng nó dày nè. Mà hạ xuống còn nhiều mới giặt cái đầu vào mặt rõ phải không? À, cho nó thẳng rồi. Đây. Đó thì hai cái máy sấy cũng như trước là mũi nè các bạn, mũi làm chuẩn hà đẹp ha, cũng có một số mũi tà chưa kịp mài nữa nè. Đó đây cũng máy sấy nè, điều rồi là sấy của mình là cái máy này phải không, sấy cái máy nhỏ này là sấy cái nòng Honda 7 ngựa của mình đó các bạn. Đó, các bạn vừa nghe cái ghét không, cái ghét là cái thắng á, cái thắng của cái máy tiện này nè, thắng đột ngột rồi đó. Đó thì cái đây là cái máy nó phải Okaka như bình thường. Đây là cái máy tiện nó lớn hơn cái máy kia nhưng mà cái lỗ vẫn không lớn nha. Mua nhiều dữ à chị, để giao đồ cho khách, giao đồ cho khách đó ha. À. Cái máy này thì cái lỗ nhỏ các bạn, cái này lỗ khoảng chừng khoảng 38. Anh Phường, cái đó lỗ 38 không? Đúng rồi. Dạ. Thì chống tâm là khoảng 8 tấc 6 à. Đó, 8 tấc 6. 8 tấc 6. Kêu chống tâm 8 tấc 6 đó phải không anh? Rồi sao anh? Xong rồi đó hả? Đó thì mình đi chơi chơi ngồi chút xíu là nó đã xong rồi đó các bạn. Nhưng mà đây nè. Đó thì coi như là đây nè, các bạn mài thường mài cái bôi này nè, nó hơi đứng lên về là mình gạ lại rồi gà lại nha. Nếu các bạn mà đi mài cốt mà mấy cái môi này nè nó bén thì phải về lấy dũa gà lấy cái giấy nhám mình chà lại cái cạnh này nè để cho nó ăn cái miếng chỗ này. Cái này là coi như vậy là xong rồi đó các bạn, cái quy trình mà cái cốt. Còn cái viên đạn này nè, viên đạn này là lấy ra để mình nên đúc cái kim đồng hồ, canh cái đồng hồ soi nè các bạn, đưa vô đây nè để mình chỉnh cái độ tâm đó đó, tại vì ở chỗ này là không có chỉnh giữa hai đầu nha, bạn mới lấy thì để thôi nó bị quăng á.
Đó, thì thường thường các bạn mà về mà ai mà lấy ra đi mài cái cốt á, về lấy về phải nhớ, nếu mà thợ không ấy là phải nhớ lấy cái viên đạn về nha, để không ấy mất mua các bạn đặt đạn khác, phải không anh? Đó rồi vậy là xong rồi, anh gỡ xuống, gỡ xuống rồi coi anh làm gì tiếp theo đây. Ủa là vô xử lý xương xương cái lén này à. Chắc này thì kẹp lên ô tô để bắt hai cái miếng cân bằng cốt này phải không anh? À, anh thường anh có một số người ta bỏ hai cái miếng này là anh thấy sao? Được thôi. Nhưng mà cái máy nó rung hơn anh ơi. Nó hơi yếu hơn không? Nó rung hơn nhiều đó. Nếu mà cái độ mạnh yếu thì mình không xác định được, nhưng mà cái máy nó rung lắm anh ơi. Bà bỏ hai miếng này ra. Đấy. Anh để cái máy như máy R65 đó mà anh mất hai cái miếng này đi. Không mà R65 nó dày hơn nha. À, 65 nó dày mà nó bự ra tới môi, cái môi này nè. Cái này nó ít. Ừ, còn này nó ít. Khoảng 50g. 50g. Ừ. Nói chung là ba cái này là không nên bỏ ha anh Phường ha. Có là trừ khi trường hợp nó bể hoặc là nó không có bù lon hay gì đó. Chứ có là mình nên gắn lại các bạn. Mình không là mình chơi có thể chế những cái gì bên ngoài, nhưng mà trong cái chắc nó là mình phải giữ nguyên. Chứ mình kiếm chơi rồi ta. Nó mới nó đã cân bằng hết trơn rồi, bỏ ra cái này là cái thiếu sót của người thợ nữa. Cân bằng đồng tua của anh ta rồi, mình đâu có lấy ra dư của ta. À, chạy rung liền, em ráp là vô mà cái máy rung cung là cảm giác nó khác liền. Anh Phường bây giờ sẵn đây hỏi luôn cái như mấy cái máy mà cái búa nó xéo gì đó là bắt về hướng nào, như mấy cái máy 70-90 đó búa nó lệch một bên thì bắt về hướng nào? Bắt qua bên cái hướng của cái là quét cái là quét của đà mà nó cái hướng dày bên đó hay là hướng ngắn bên đó, hướng dày đó dày. Các bạn sẵn đây mình nói rõ luôn nè, khi mà cái búa nó không có cân bằng các bạn, bên ngắn bên dài như 70-90 á thì cái bên dài nó phía bên cái chốt là quét này nha, là bên chuyên ngon đi trước á, nó tạo có nghĩa là cái nó chòm về cái hướng chạy trước á, thêm mọi lực. Còn các bạn gắn ngược lại thì nó bị mất cái tính năng này, cộng thêm nó rung nữa, nó rung chạy ra lớn nó rất rung. À, hôm trước có bạn nào ở An Giang là bị vấn đề đó mình cũng tư vấn mà làm được cũng hiệu quả đó. Các bạn nào ở trên này nè, khi sửa cái máy về rồi là chạy bị rung mà thợ làm hoài chỉnh rồi đổ thừa bít tông dày, bít tông ngắn tùm lum hết trơn á, nhưng mà cuối cùng không hết mà sao phước chủ mà thầy sao để đó mình chỉ là làm được hết anh Phương. Chỉ cỡ ra chở hai cái búa, hai cái đối trọng lại thôi. Mình nói cái búa thì quen theo từ địa phương rồi. Hai cái cân bằng nè. Hai cái đối trọng đó lại. Thì cái vấn đề mà siết mấy cái này đó các bạn cũng như siết ốp dền vậy đó. Thì thường thường cái đối trọng thì mình cũng ít gửi ở nhà, tôi cũng đem lên tại tiệm này các bạn. Thứ nhất là mấy anh ở trên này nè, anh siết chuẩn còn hơn mình đó. Mình thợ chứ nhiều khi siết mấy cái này không bằng. Thứ hai nữa là lỡ mà có siết tuôn là trên này mình mua bù lon luôn, mình gắn vậy luôn đó. À, cứ siết cho đủ lực đi, còn lỡ mà nó tuôn thì mấy anh mua bù lon gắn vô cho mình luôn đó. Chứ về nhà anh siết tuôn mà mấy con bù lon lục giác này kiếm cũng cần thân luôn. Tâm lý trang bù lon lục giác ăn diễn mà ở nhà ít có. Nhưng mà mấy anh siết thì mình an tâm lắm đó, giờ mình làm ăn với ảnh là chưa là nó được trơn tru hết. Đó, thì hôm nay mình trở đây thì mình cũng không quên mình quay cái bản tên rồi các bạn, rồi cái số điện thoại của anh Phường nè. Đó. Đây nè, nếu mà muốn chi tiết hơn thì vô cái bản bự, cái bản lớn này nè. Đó. Đường Hùng Dương nè các bạn, ở trang chỗ cống này là cống Hùng Dương nè. Đó, cái bản tiệm sửa tiện anh Phường đó. Đó, mình vô đây là cảm thấy cũng như ở tiệm mình đó các bạn. Còn nếu các bạn ở quê hay gì lên đây thì cảm giác như gia đình, không có gì khác biệt nha, không có phân biệt đâu nha. Ở đây làm thì thấy vui vẻ hòa đồng hết. Chứ mình cứ tưởng là nhiều khi lên rồi gặp thợ rồi người ta khắc khe thế này thế nọ, không có đâu. Ở đây mình cảm giác thấy bình an lắm, thì các bạn cũng vậy thôi. À, còn có anh em nào có cái nhu cầu thì lên ủng hộ nha cái xưởng của anh bạn mình. Cái này làm gỡ vô đóng vô không? Hay là cái nào anh? Đóng luôn.
cái bà đạn này nè. Cái đó hả? Để về nhà em dép ép vô cho. Tại vì anh có làm gì làm đi, để về đó em giải quyết cái vụ kia. Nó khỏe. Đó là khi bắt hai cái miếng cân bằng xong đó các bạn, thì ảnh cũng bắt cái dền luôn. Thử. Thường ở đây cái nào anh cũng thử trước cho các bạn. Để cái về mình khỏi thử cái gì. Trời đi, mình cũng còn, mình đợi anh chút xíu, anh thử sẽ chính xác hơn mình. Đó. Có gì ảnh khắc phục luôn. Cái này là cái lưng cái dên là anh sửa lại rồi phải không? Lúc nãy là anh mắc lên máy, móc anh sửa lại rồi phải không? Đúng rồi. Ờ, tại vì cái lưng nó nãy nó lỏng đó các bạn, rồi mình gạt, ảnh gạt mặt lại, rồi anh nó móc lại rồi hết rồi. Cho nó đúng chuẩn ban đầu hết rồi. Nhưng mà thì thấy anh còn anh là thôi sẵn đây anh gáp vô anh thử cho mình luôn. Thì cái dên này các bạn khi mình gáp vô mình lắc qua lại gì được nè. Đó là cái dên nó không bóp phải không anh? Vâng. Nhiều khi gáp vô máy mà nó xeo ngang gì nữa các bạn, nó bẻ cái đầu qua bên vậy nè, mình lắc qua lại không được, nó lại bị xeo dên là vấn đề nó lên nhất liền. Nó lên nhất liền đó các bạn. Còn bắt vô máy á, đi tay thì mình không nói không quan trọng đi. Mà mình bắt vô máy rồi nó phải nhích qua nhích lại được gì nè, các bạn thấy không? Mà cái độ lên xuống nó không có nha, dên nè. Ví dụ cái dên mà người ta muốn thử dên là người ta dở cái này lên các bạn, lấy tay dỗ vô cái cách cái là cái dên lỏng. Dên Honda đừng như thử gì phải không anh? Thì ở đây thì ba cái vấn đề ốc đồ có giãn rồi là thì ảnh đã xem hết trơn các bạn, nếu giãn là ảnh thông báo cho khách là ta mua ốc khác, chứ ốc dên mà không có để mà khơi khơi được. Đó, ngon lành hết rồi đó. Một lần nữa cũng không quên nhắc các bạn là cái ắc của cái máy 125 này nha các bạn, 125-40 này là phải xài ắc tốt, ắc dày nha, nó dễ gãy lắm đó. Với bạc thao cũng dễ bể á. Thấy anh Phương? Thường thường cái nếu mà cái bạc này anh làm lại thì anh làm bạc gì? Cũng bạc lưng thép gì. Bà lưng thép mới được nha các bạn, nếu mà bạc tiện bạc thao thường thì chị không nổi phải không anh? À, đúng rồi đó. Như mấy cái NS40 rồi đó các bạn. Nếu mà làm lại là phải làm cái lưng thép nha. Chứ nếu 7 ly rồi. À. 27 ly mà trong khi đó nó mang cái bê tông 94 ly. Dạ. Mỏng quá mà nếu bạc thao yếu yếu là chịu không nổi, bể hết trơn. Thì để bạc thao thường thường theo cái hệ lý nó là gãy ắc. Nó giật gãy ắc. Thì xong rồi cái sẵn rồi coi tính hai cái món này bao nhiêu tiền em gửi luôn anh Phường ơi. Cái cốt bản cốt nè với 80 lại 150 nữa là 1.300.000 đó các bạn. 130.000 à, cái này là mình là ưu tiên nha nha. Trời ơi đây là nè các bạn, cái này là ưu tiên lắm nè. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi thôi nhà thôi nhà. Rồi, khách nói chung là ngay buổi cà phê là cũng khách cũng cà phê luôn phải không anh? Muốn đẹp. Bây giờ xong rồi. Còn kiểm tra lần nữa đây. Bị sao anh? Tốt hả? Bị bụi. Hay bị bụi. Nó tỉ mỉ lắm các bạn. À. Thôi giờ mình cũng gửi cho tiền cho anh các bạn anh em nhưng mà tiền bạc thì nó đâu cái đó đàng hoàng chứ không có lu bu. Anh đưa tiền lẻ cho anh, ở đây chắc là cũng cần tiền lẻ phải không anh? Vâng. Rồi anh coi kiểm lại giùm coi. Này 2.3. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi vậy là xong. Thì bỏ vô cái vỏ này luôn được không anh? Vỏ này luôn đi, khỏi lấy vỏ khác. Đây. Chu đáo không? Còn ba cái bít tông rồi bỏ ngoài kia hết rồi. Rồi còn thiếu cái anh ơi. Cái tự động. Hai cái búa tự động. Còn cái này. Cái này là nhỏ táo.
đó. Rồi vậy là coi như xong anh. Gió lũng hả? Gió lũng thì bắt vô giùm luôn. Cái này là cái thùng thuyền nhớ nè các bạn. Cái này là miễn phí nè. Thì cũng uống cà phê cái mới về. Ngày mấy cử anh? Hai cử, đang chiều cử. Cho ba cũng cử rồi thôi mà nó chiếm thời gian làm. Cà phê với mình rưới thuốc nó là thấy là được rồi đó. Cũng an ủi được cái tối ngày mình làm cực nhọc. Hứng thụ quá, hứng thụ ghê. Hứng thụ rồi chứ đỉnh gì. Mình có sanh tật gì nhiều thôi. Sanh tật ít ít thì được phải không? Cà phê với lại nước thuốc rồi. Thôi vậy thì tạm biệt các bạn ơi, rồi mình các bạn thấy được thì đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi các mình có làm gì mình quay mình chia sẻ với các bạn cái phần tiếp theo nha. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở video sau. Mình về. Rồi em về anh Phượng ơi. Rồi lên xe. Đó.